Chào anh em đã quay trở lại Tinh tế Lookback. Và trong video này mình sẽ tổng hợp với anh em một số chiếc xe phân khối lớn đã được ra mắt tại Việt Nam trong năm 2020. Và ở trong cái video này mình sẽ không thể nào mà mình nói chi tiết từng chiếc xe được, cho nên mình sẽ đính kèm cái link bài viết của mình ở phía dưới. Anh em nào muốn anh em có thể vô cái bài viết, và trong cái phần bài viết đó mình sẽ có từng cái bài trên tay cho anh em luôn. Anh em nào muốn quan tâm chiếc xe nào có thể lên Google để tìm kiếm thông tin về chiếc xe đó, hoặc là dễ dàng nhất là nhấn vào link của mình để coi cái thông tin của chiếc xe ấy. Và mình sẽ sắp xếp theo thứ tự từ thấp lên cao, là từ phân khối nhỏ cho tới phân khối lớn. Ok, và bây giờ chiếc xe đầu tiên mà mình muốn giới thiệu với anh em đó là chiếc xe mới ra mắt gần đây thôi, đó là chiếc Kawasaki Ninja ZX25R. Và cái phiên bản mà mình làm trên tay cũng như là phiên bản được bán chính hãng tại Việt Nam là phiên bản SE, đang được bán với cái mức giá là 189 triệu đồng. Chiếc xe này nó chỉ có 250 phân khối thôi, tuy nhiên đã được mọi người rất thích cũng như là mong đợi, bởi vì chiếc Sportbike 250cc của nhà Kawasaki sử dụng cái khối động cơ 4 xi lanh đẳng hàng và sản sinh ra cái công suất là 44 mã lực và mô men xoắn cực đại là 21,2 Nm. Phải nói là chiếc xe này là một chiếc xe khá là thú vị. Sắp tới có lẽ là mình sẽ mượn một chiếc xe để làm trải nghiệm cho anh em xem về chiếc xe này. Và chiếc xe thứ hai mà mình muốn giới thiệu với anh em là một chiếc xe nội địa của Trung Quốc, đó chính là chiếc CF Moto CF300SR, đang được bán với cái mức giá là 115 triệu đồng. CF Moto là một hãng xe nội địa của Trung Quốc, đã làm ra rất là nhiều cái mẫu xe được bán tại Trung Quốc thì mình không nói rồi, bởi vì đó là xe nội địa, và bên châu Âu cũng sử dụng cái loại xe này khá là nhiều. Tuy nhiên ở Việt Nam mình nó mới du nhập vào gần đây thôi, và hiện giờ chỉ có 5 mẫu xe được bán ra, trong đó cái chiếc 300SR này. Đây là chiếc xe 300cc, sẽ là đối thủ của ZX25R, R3 cũng như là CBR250RR. Có thể là trong cái phân khúc 300cc này, đây là chiếc xe yếu nhất cũng như là mọi người không mong đợi quá nhiều về nó. Mà tính tới thời điểm hiện tại, mình thấy là cũng khá ít anh em sử dụng chiếc xe này để chạy ngoài đường. Có thể nói là gần như mình chưa thấy luôn. Chiếc xe này sử dụng động cơ 1 xi lanh và cái ngưỡng sức mạnh nó được tạo ra là 28,7 mã lực và mô men xoắn đạt 25,3 Nm. Chiếc thứ ba đó chính là chiếc Honda Rebel 500 phiên bản 2020. Đây là một chiếc cruiser mà anh em lựa chọn khá nhiều ở Việt Nam, bởi vì cái thứ nhất là phân khúc của nó là phân khúc 500cc, cùng với đó là cái mức giá dễ dàng cho anh em tiếp cận. Và một số cái mẫu xe cruiser khác ở những cái mẫu xe của hãng xe lớn như là Harley Davidson hay là Kawasaki Vulcan này nọ thì cái mức giá của nó khá là cao, cho nên thì ít được anh em tiếp cận hơn. Còn với chiếc Rebel 500 thì được anh em đón nhận khá là tốt. Và trong công ty mình, các bạn quay cho mình cũng đang chạy chiếc Honda Rebel 500, mặc dù là phiên bản cũ thôi, tuy nhiên đã được độ lên rất là nhiều và cũng rất là đẹp nha anh em. Và với phiên bản 2020 thay đổi so với lại phiên bản cũ một số cái trang bị rất là đáng giá, ví dụ như là cái bảng đồng hồ cũng như là hệ thống đèn đã được đổi qua thành đèn full LED, cùng với đó là bổ sung thêm cái hệ thống chống trượt bánh sau slipper clutch. Nhờ cái hệ thống này mà anh em khi mà sử dụng côn trong phố nó sẽ dễ dàng và nhẹ nhàng hơn, và xe đang được bán với cái mức giá là 180 triệu đồng. Tiếp đến là hai mẫu xe đến từ Ấn Độ, đó chính là Royal Enfield Classic 500 cũng như là Bullet 500. Chiếc Classic 500 đang được bán với cái mức giá là 135 triệu cho phiên bản thường, còn với phiên bản màu chrome đang có mức bán là 140 triệu đồng. Còn với cái mẫu Bullet 500 thì đang được bán với cái mức giá là 131 triệu đồng. Royal Enfield nổi tiếng với những cái mẫu xe mang cái kiểu dáng classic, là những cái kiểu dáng cổ điển, cùng với đó là cái giá thành cực kỳ dễ tiếp cận. Nhưng em vừa thấy hai cái mẫu xe mình giới thiệu 500cc nhưng mà cái giá bán của nó rất là nhẹ nhàng, chỉ có khoảng 130 cho tới 140 triệu đồng thôi. Với cái mức giá này, khi mà anh em sử dụng mua một chiếc xe của Nhật đi, thì với mức giá này anh em chỉ mua được những cái mẫu xe khoảng 250 tới 300cc thôi. Trong khi đó đây là một mẫu xe 500 phân khối mà mức giá quá là đã. Nó cũng không có gì đặc biệt cả, nó chỉ là hai mẫu xe classic mà thôi. Và tiếp đến là một chiếc xe khá là hot và mang trên mình rất là nhiều công nghệ, đó chính là chiếc BMW F900R phiên bản 2020. Và đây là một chiếc Naked Eye 900cc đầu tiên của BMW được nhập về Việt Nam, và nó sẽ là đối thủ cạnh tranh của Yamaha MT9, chiếc Monster, Ducati Monster 821. Như bình thường khi mà anh em nhắc tới một chiếc xe mô tô của BMW, anh em sẽ nghĩ gì? Một chiếc xe mắc tiền, một chiếc xe tràn đầy công nghệ. Thì đúng vậy, F900R cũng là một chiếc xe như vậy. Nó đang được bán với cái giá là 458 triệu đồng và công nghệ mang trên mình không thua kém gì với những người anh em đi trước của mình.
những cái công nghệ xịn sò mà mang trên mình F900 có thể kể đến như là màn hình TFT màu và traction control là ABS Pro, rồi đèn chiếu theo góc cua, cũng như là phanh động cơ hay là hệ thống treo điện tử DSA. Công nghệ nhiều lắm, nếu mà ngồi kể ra cũng như là vọc vạch hết những cái công nghệ mà trên những chiếc xe mô tô của BMW phải nói là rất là khó. Và chiếc xe này, cái nhược điểm duy nhất của nó mà mình nghĩ đó chính là cái trọng lượng của nó rất là nặng. Bởi vì mang trên mình quá nhiều công nghệ nên cái trọng lượng của xe nặng cũng là điều đương nhiên rồi. Tiếp đến là một mẫu xe Adventure, đó chính là chiếc xe Triumph Tiger 900 2020 đang được bán tại Việt Nam với 5 phiên bản với mức giá từ 369 triệu đồng. 5 phiên bản này có thể kể đến như là Tiger 900 Rally và Rally Pro và Tiger 900 GT, GT Pro cũng như là bản tiêu chuẩn Tiger 900. Về tổng thể thì chiếc xe khá là nhẹ nhàng, thanh thoát nhưng vẫn giữ được những cái nét đặc trưng của dòng xe Adventure. Từ phía trước tới anh em có thể thấy được cái nét đặc trưng nhất, đó chính là cái dạng đầu đèn full LED rất là đặc trưng của nhà Triumph. Tiếp đến là một mẫu xe Naked Bike, có thể nói đây là chiếc xe Naked Bike mạnh nhất thế giới hiện tại. Đó chính là chiếc Ducati Street Fighter V4 và V4S. Mình đã có cơ hội trên tay cả hai mẫu xe rồi. Một chiếc V4 mặc dù là phiên bản nhập châu Âu nhưng mà đó là chiếc đầu tiên có mặt tại Việt Nam, cũng như là phiên bản V4S được nhập từ Thái Lan. Với hai phiên bản được nhập từ Thái Lan đang được bán với cái mức giá 650 triệu đồng cho phiên bản V4 và 790 triệu đồng cho phiên bản V4S. Hai cái phiên bản này nó không khác nhau quá nhiều, nó chỉ khác nhau ở một số cái đồ chơi bên ngoài thôi. Nếu như nhắc về Street Fighter, anh em có thể nghĩ tới một chiếc xe mang cái phong cách rất là hầm hố cũng như là cái sức mạnh không thể lẫn vào đâu được. Tuy nhiên với phiên bản 2020 này, từ vẻ bên ngoài lẫn động cơ bên trong đã được thay đổi đi rất là nhiều. Cụ thể là vẻ bên ngoài, từ những cái góc cạnh thanh thoát thì bây giờ đã trở nên mập mẹp cũng như là gân guốc và nó ngầu lòi hơn. Nổi bật nhất vẫn là động cơ 1103cc sản sinh ra mức công suất 208 mã lực và mô men xoắn là 123 Nm. Quả là một chiếc xe rất mạnh, anh em cứ nghĩ đi, với một chiếc xe Naked Bike mà nó mang trên mình tới 208 mã lực, quá là khủng khiếp. Vẫn là một siêu phẩm, tuy nhiên đây là một siêu phẩm đến từ Nhật Bản, đó chính là chiếc Honda CBR 1000RR Fire Black 2020. Thì đây là một cái phiên bản phải nói là rất được anh em mong chờ ở trong năm vừa rồi. Và mình cũng là một người rất là may mắn, mình đã được có cơ hội trải nghiệm trên tay sờ mó em nó cũng như là chạy ở trong truck rồi. Tuy nhiên thì mặc dù đây là một chiếc xe 1000 nó rất là mạnh nhưng mà mình cũng không thể nào chạy hết được cái khả năng của nó. Nhưng mà được ngồi trên em nó là mình đủ mãn nguyện rồi. Và chiếc xe này đang được bán ở Việt Nam với hai phiên bản là phiên bản tiêu chuẩn cũng như là phiên bản SB. Với phiên bản tiêu chuẩn thì mình đã làm trên tay cũng như chạy thử rồi. Còn phiên bản SB thì thời gian gần đây thôi mới được xuất hiện tại Việt Nam. Và vừa rồi mới có hai chiếc SB chạy ở trong truck Đại Nam, quá là đã. Và giá bán của nó là 1.049.000.000 cho phiên bản tiêu chuẩn. Về phần sức mạnh, CBR 1000RR sở hữu động cơ 4 xi lanh đẳng hàng với dung tích 1000cc hoàn toàn mới. Động cơ này được thiết kế cũng như là hỗ trợ từ cái chương trình phát triển đua MotoGP HRC của nhà Honda. Và động cơ này sản sinh ra công suất cực đại là 214,6 mã lực và mô men xoắn tối đa là 113 Nm. Và cuối cùng đó chính là chiếc xe lớn nhất của nhà Honda, đó chính là chiếc Honda Goldwing 2020. So với phiên bản cũ thì Goldwing 2020 không khác quá nhiều, chẳng qua là bổ sung thêm một số cái như là Android Auto cũng như là bổ sung hai cái đèn sương mù ở phía dưới động cơ mà thôi. Honda Goldwing được mọi người gọi với cái tên rất là oai, đó chính là ông vua đường trường. Anh em có thể thấy những chiếc xe dẫn đoàn xe đẹp cũng là Honda Goldwing, và những chiếc xe được mọi người sử dụng nhiều chạy trên đường đi tour này nọ cũng là Honda Goldwing. Và ở thị trường Việt Nam, chiếc xe lớn như vậy chủ yếu là sẽ sử dụng Honda Goldwing mà thôi. Ngoài ra còn có một số dòng xe lớn khác cạnh tranh với Honda Goldwing, có thể kể đến như là BMW K1600 mà Saturday cũng đã có dịp trên tay cho anh em rồi. Chiếc xe này đang được bán với cái mức giá là 1,2 tỷ đồng. Vừa rồi là những mẫu xe phân khối lớn đã được ra mắt vào năm 2020 mà mình liệt kê với anh em. Nếu như anh em nào thấy còn những chiếc xe nào hay ho hơn, có thể comment phía dưới cho mình biết. Mình hy vọng là anh em sẽ luôn ủng hộ Xe Tinh Tế và follow Xe Tinh Tế để coi những video hay về xe. Bây giờ cảm ơn và xin chào anh em.